Xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em làm một video ngắn về bộ quần áo bắt ong bằng bạt để các bác tham khảo và lựa chọn cho mình một bộ nhé. Thì đây là số điện thoại của shop em ship hàng toàn quốc nhé. Thì bác nào cần thì liên hệ với em qua ba đầu số trên, Zalo, Facebook đều có cả nha các bác nhé. Đây, em quay gần để các bác xem chất bạt đây. Các bác nhìn này, đường chỉ này, cực kỳ là chắc chắn nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, đường chỉ này, may bằng dù nha các bác nhé. Chất bạt đây ạ. Đây, còn chi tiết của bộ đây, em quay cho các bác xem. Đây là tấm meca chống ong đáy. Còn đây là chỗ này là để lỗ để thở nha các bác nhé. Có một ống tiêu ở giữa, có hai lớp lưới. Thì đây, các bác xem đằng sau nhá. Đằng sau cũng có một ô thoáng để thoát nhiệt. Thì cũng có một ống tiêu ở giữa, rất chi là chắc chắn ong không thể đốt được các bác nhé. Bộ này cực kỳ đẹp luôn. Bên cơ sở em đã cải tiến găng tay. Đây, có nhám nha các bác nhé. Thì bác nào cần thì liên hệ với em nha, để được bên em tư vấn cho các bác nhé. Đây, bộ này đây, các bác nhìn này. Cái lớp dính rất chi là dính còn dài từ trên cổ xuống dưới phần hông nhé. Và đây, có một lớp khóa, đường khóa rất chi là dài và chắc chắn nhé các bác nhé. Đây, các bác nhìn bên trong này, chất vải bên trong nha các bác nhé. Thì bác nào cần thì liên hệ với em để em tư vấn và chọn cho mình một bộ nhé. Bộ này các bác có thể dùng khoảng tầm 3-4 năm không bị hỏng hóc gì đâu, nếu các bác cẩn thận một chút nhé. Các bác đừng vò lát hay là đấy thì là được rất chi là lâu. Thì bác nào cần thì liên hệ với em ngay nhé. Tại vì giờ giá cuối mùa em đang xả rẻ, thì bác nào có nhu cầu thì lấy cho mình một bộ dùng được vài năm luôn nhé các bác nhé. Thì em xin giới thiệu một đoạn ngắn này thôi. Thì bác nào cần thì gọi cho em nhé. Em xin chào toàn thể các bác.